Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp may mắn, hái lộc trời, tiền bạc chất đầy két trong cuối tháng 2 của năm Canh Tý 2020 này. Tức là tử vi đã chỉ rõ rằng trong cái khoảng thời gian cuối của tháng 2 này có những cái con giáp này gặp nhiều may mắn, làm gì cũng đều thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ba con giáp này thuộc về cái tuổi nào và liệu rằng chúng ta có may mắn nằm trong tên của danh sách của ba con giáp may mắn này hay không. Thứ nhất đấy là người tuổi Tý. Đối với người tuổi Tý thì những cái vất vả gian truân sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những cái may mắn ập vào nhà. Người tuổi Tý khiến họ muốn nghèo cũng không được. Ngoài cái việc mà kiếm thêm cái thu nhập từ nghề tay trái, Tý còn có cái cơ hội được thử sức với cái môi trường làm việc mới, với con đường thăng tiến có thể đoán trước. Thành công, sự nghiệp vững vàng, kiếm được nhiều tiền chính là những cái vận may lớn nhất của Tý trong năm nay. Ngoài cái vận tài lộc đỏ như son thì cái vận tình duyên của con giáp này cũng phơi phới phúc phần đầy nhà. Và xin được chúc mừng cái tuổi thứ hai, đấy là tuổi Dần. Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống có nhiều thăng tiến bất ngờ, đặc biệt là 20 ngày tới chính là cái sự bù đắp trời dành cho tuổi Dần. Cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác sẽ ghi nhận những cái cống hiến không ngừng nghỉ của tuổi Dần bấy lâu nay. Và trong cái thời gian sắp tới, chẳng ai ngoài Dần hoàn toàn xứng đáng được nhận cơ hội thăng chức, tăng lương với số tiền thưởng cực lớn, khiến cho người xung quanh đều ghen tị vì cái sự may mắn của con giáp này. Và con giáp cực kỳ may mắn nữa trong cái cuối tháng 2 này, đấy là tuổi Mùi. Người tuổi Mùi là con giáp cá tính, khôn ngoan và có chí tiến thủ. Nếu người khác dễ hài lòng với những gì mình đang có thì Mùi luôn có tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới, nỗ lực hoàn thiện chính mình. Nhờ thế, con giáp này gặt hái được rất nhiều thành công, tiền bạc dư dả, thoải mái tiêu pha trong 20 ngày sắp tới. Và tử vi chỉ rõ rằng trong cái thời gian cuối tháng 2 năm Canh Tý, người tuổi Mùi sẽ liên tiếp gặp vận may tài lộc giúp họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn một bước vươn lên làm đại gia. Vâng, quý vị thân mến, thì trên đây thay mặt cho ban biên tập chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp cực kỳ may mắn trong cuối tháng 2 của năm Canh Tý 2020 này. Ba con giáp này rất là may mắn, lộc trời tiền bạc chất đầy trong két sắt, và trong cái khoảng thời gian cuối của cái tháng 2 này làm gì cũng đều thành công. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.